Đi Úc học về diễn viên được 2 tuần, Ninh Dương Lan Ngọc về nước debut làm ca sĩ. Quyết định là em sẽ bỏ hẳn, em đi Úc. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Xin chào, chúng mình là Luna. Mình là Luna, Dương Lan Ngọc. Khán giả hài hước cho rằng một trong những sự bí ẩn nhất của nhân loại phải nhắc đến việc du học của Ninh Dương Lan Ngọc. Nữ diễn viên thông báo đi Úc để học diễn xuất từ đầu tháng 5. Tuy nhiên 2 tuần sau đó, cô bay về Việt Nam debut cùng nhóm nhạc Lunat. Chưa dừng lại ở đó, khán giả phát hiện cô còn bay sang Trung Quốc và Nhật Bản để biểu diễn trên các sân khấu. Cư dân mạng để lại nhiều thắc mắc, vậy là du học dữ chưa? Quyết định rời showbiz ngay trong lúc đỉnh cao sự nghiệp để đi du học của Ninh Dương Lan Ngọc từng gây bão mạng xã hội và nhận nhiều sự quan tâm của công chúng. Nghĩa là cái quyết định này của mình á, mình nghĩ trong đầu là nó cũng chỉ là nhẹ nhàng đơn giản thôi, nhưng mà có rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ cũng như là các bạn khán giả nhắn tin cho Ngọc. Nữ diễn viên tiết lộ trong một chương trình về âm nhạc rằng đã 13 năm kể từ khi cô bước vào nghề nhưng đến nay cô chưa tìm lại được vai diễn tạo dấu ấn như khi mới bắt đầu diễn xuất. Do đó, cô quyết định tạm nghỉ hoạt động giải trí một thời gian để đi học. Sau 2 tuần du học tại Úc, Ninh Dương Lan Ngọc bay về Việt Nam, sau đó tới Trung Quốc để thực hiện lịch trình cùng nhóm nhạc cô mới debut. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên còn bay sang Nhật Bản để hỗ trợ Ngô Kiến Huy trong một show diễn của anh chàng. Được biết, khóa học của Ninh Dương Lan Ngọc kéo dài khoảng 2 tháng, nhưng việc nữ diễn viên liên tục bay qua, bay lại giữa Úc và các nước khác giữa lúc việc học vẫn đang diễn ra khiến khán giả thắc mắc và lo lắng cho cô. Trước khi sang Úc du học, Lan Ngọc không tiết lộ cụ thể cô học trường nào, bộ môn gì. Tuy nhiên, trong một sự kiện, nghệ sĩ Trường Giang tiết lộ đàn em gặp khó khăn vì cô giáo nói tiếng Anh quá nhanh khiến Lan Ngọc không hiểu nội dung bài giảng. Cô giảng hơn cô, mình thấy Lan Ngọc đang đi học ở bển đó cô, nói tiếng Anh nhanh quá, nghe rất là khó. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Tiết lộ của Trường Giang đập tan những đồn thổi xoay quanh quyết định du học của Ninh Dương Lan Ngọc. Bởi lẽ, sau khi thông báo đi du học, cư dân mạng đồn đoán cô ra nước ngoài để sinh con hoặc được đại gia tài trợ. Về thông tin sang nước ngoài sinh con, nữ diễn viên đã phủ nhận ngay sau đó. Ngọc đi học ngắn hạn, không phải từ bỏ sự nghiệp, chỉ là dừng lại, không chạy sâu nhỏ. Mình không trốn đi đẻ, mọi người đừng đồn tội nghiệp mình. Ngọc không muốn chia sẻ nhiều về vấn đề này, do đây chỉ là việc học tập thêm. Những khóa này cũng ngắn hạn chứ không phải đi luôn. Nhưng lịch trình công việc, Ngọc sẽ dừng nhận trong khoảng thời gian đi học. Nhưng những gì mà cô nói với những gì mà cô làm lại khiến khán giả đặt nhiều nghi vấn về việc du học của Ninh Dương Lan Ngọc. Còn bạn thấy như thế nào? Bình luận cho Gian biết với nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!